bên Trung Quốc cũng bảo rằng là không thông minh chẳng qua là thiếu một số cái processor, cái cấy mẹ là. Thì ra mua ngoài chợ kia, cấy ở đây bát mẹ, đầu cấy bát là tính toán thì nhanh như điện. Chẳng phải đi học, nít cũng neo cho mệt. Không phải tính toán rồi. Còn một số cách thì ông bảo là chế con robot, đấy là ông ngớ ngẩn hơn. Còn cái ông ấy gọi là nhanh, gọi như là hiệu quả hơn thì lấy đầu khác là nhanh nhất. Cả gói. Nếu không sang mua bảo châu về là em cắt ngay. Còn cái thứ hai là lắp thêm những cái gọi là điện tử ở trong đầu mình, tức là mình nó có nhiều cái hơn thì mình sẽ thông minh hơn. Cách thứ ba là nữa là đi làm thằng robot, làm để bảo nó làm cái gì mình không làm được sai nó. Người ta đang nghe sợ và cái cuộc cái này nó đang sợ nhiên nói ý như em đúng, tức là máy móc đang thay người bằng suy nghĩ chứ không phải bằng cơ bắp. Và cái cuộc này một khi nó đã xảy ra thì cũng không biết là nó sẽ dẫn đến cái gì cả. Thì hay nhất câu chuyện này hôm nay anh muốn chia sẻ với mọi người là lần hôm 2021 với hôm một rồi anh có mời, anh có mời một thầy tên là thầy Trung, là giám đốc của công ty DTT đến, bây giờ được coi là chuyên gia hàng đầu về công nghệ 4.0. thì thầy cũng nói thế này, thực ra là cũng không có ai biết cả, nhưng mà hay nhất là 4.0 ấy, tất cả lãnh đạo và những đại khái những người tôi đều nghĩ rằng đây là công nghệ thông tin, đâm ra anh em công nghệ thông tin là tự nhiên là được lên ngôi, tiếp đi lên ngôi. Ông Trung đấy cũng học về công nghệ thông tin, lúc bây giờ được mời đến giảng dạy ở Học viện Hồ Chí Minh, tức là dạy cho toàn lãnh đạo cao cấp của quốc gia thế nào là 4.0, mà bản thân ông cũng không biết. Ông không biết, anh không biết, không phải, nhưng mà mọi người đều nghĩ là mình biết. Nó có một cái lợi thế cho chúng ta bây giờ trong cái giải thích đấy dễ hiểu nhất là